Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum. Địa chỉ của em là 68 Hàm Nghi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Và em bán hàng theo hình thức là ship cho anh chị em là toàn quốc anh chị em nhé. Đấy, anh chị ở đâu, bất cứ ở đâu em cũng ship được cho anh chị em. Anh chị em cứ yên tâm, dù em ở Kon Tum nhưng em ship được cả nước cho anh chị em nhé. Và ship bằng đơn vị vận chuyển Viettel Post. Bên em chỉ ship bằng một đơn vị vận chuyển duy nhất là Viettel Post anh chị em nhé. Rồi, hôm nay em lên cho anh chị em 6 chiếc quạt. Đấy, 6 chiếc quạt lửng anh chị em nhá, 6 chiếc quạt lửng. Đủ thứ hiệu anh chị em nhá. Rồi. Giá dao động từ 800 cho tới 1 triệu 300 nghìn là cao nhất anh chị em nhá. Hôm nay quạt giá rất là yêu thương thôi. Anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em ngay anh chị em nhá. Đấy. Cái quạt này thì thiên thu luôn rồi. Đấy, cứ cắm điện 100V thì anh chị em dùng có mà đến vĩnh viễn luôn. Đấy, em nói thật sự là 3 40 năm nữa nó mới hư. Đấy. Nếu mà dùng vĩnh viễn thì là hơi quá, nhưng mà 3-40 năm nữa là sẽ có. Rồi, đầu tiên giá đây là em chưa bao gồm đổi nguồn anh chị em nhé. Đổi nguồn anh chị em tự cộng thêm 150.000 vào cho em để đổi nguồn lên điện 220V. Rồi, đầu tiên là một con hiệu Mitsubishi. Đấy, đây, đầu tiên nhá. Con này quạt lửng, đấy, cao 90, Mitsu thì nó sẽ cao 90 anh chị em nhé. Mitsu cao 90 và cánh 30, con này là cánh 30. Tất cả con này cánh thì còn ok hết, nhưng mà cái vành ly xấu này, vành ly chóc sơn xấu này và cái này chóc sơn xấu này anh chị em về sơn lại thì nó rất là đẹp. Đấy, tùy anh chị em thôi. Con này mà về sơn lại thì đẹp nhá anh chị em nhá. Giá của em nó chỉ có 800 nghìn thôi, nên là nó chỉ được như thế này thôi. Rồi, con này là một con Mitsubishi. Đấy, Summerline là của Mitsubishi này anh chị em thấy chưa? Của Mitsubishi. Và em bán hàng cho anh chị em là lồng zin, cánh zin nhá. Lồng và cánh là của một quạt chứ không phải là của con khác đắp vô anh chị em nhé. Đây. Đó, Mitsubishi cánh 30. Và con này thì nó có nứt đây một xíu này. Đấy, nứt đây xíu nhá. Cái này thì nó không ảnh hưởng một cái gì luôn, không ảnh hưởng một cái gì luôn, nhưng mà em phải nói rõ cho anh chị em luôn. Thì tiền nào của nấy mà. Tại sao lại 800 nghìn? Rồi, con số 1 giá 800 nghìn. Đây là số 1. Đây là số 1 của quạt. Đó, số 1 là số ngủ anh chị em nhé. Gió thoang thoảng chạy cực kỳ im anh chị em, không nghe gì luôn nhé. Đó, cái bạc của nó rất là tốt. Còn đây là túc năng. Đó, túc năng quay ok. Đó, còn đây là số 2. Đó, cái túc năng nha, cái túc năng của quạt Nhật nha, hay là quạt Việt Nam mình nhá, nó đều quay nhanh quay chậm là theo cái số. Đấy, theo cái số của quạt, theo cái số của quạt anh chị em nhé. Lưu ý là như vậy. Đó, số 3 số lực nhất này, cực kỳ mạnh, chạy rất là im anh chị em nhé. Đấy, dù em đang đứng trước gió của quạt nhá, nhưng mà anh chị em nói anh chị em vẫn nghe được, không như quạt Việt Nam nhá. Rồi, ok. Còn đây là cái hẹn giờ. Cái này thì anh chị em không quan tâm lắm. Đây, đằng sau của quạt đây như thế này. Đó, quay rất là chi tiết cho anh chị em xem nhá. Còn đây là cái nút để đẩy cái quạt lên này. Cái này kéo xuống và kéo lên. Đây, em chị em xin phép anh chị em lấy cái chân nhé. Đó, đây, quạt này cao 90. Đó. Và khi anh chị em muốn đẩy xuống thì cũng không cần cái kia, lấy tay đẩy nó xuống là nó xuống. Còn khi kéo nó lên nó tự nó đứng. Rất là hay, quạt Nhật nó hay như vậy, con nào cũng như vậy. Rồi, con này có giá là 800.000. Con số 1, 800.000, con Mitsu nhé. Lồng cánh hơi xấu, giá 800. Rồi, thứ hai tiếp theo là một con này là con của Morita. Đấy, con này con Morita, con này thì anh chị em nhìn là biết nó có đẹp hay không rồi. Cái vành ly này. Đó. Và lưu ý cho em nhá, một điều nhá, là mua quạt là phải đặt cọc cho em nhá, khách lạ là phải đặt cọc giúp em nhá. Cọc từ 200.000 à 100 cho tới 200.000 anh chị em nhá. Bởi vì cái quạt này đóng đi cái thùng nó rất là cồng kềnh. Đóng đi mà anh chị em nó không nhận nữa thì toang. Đấy, nên tốt nhất là đặt cọc. Đấy. Rồi, con số 2 giá là 1 triệu mốt nhá. Còn nhìn anh chị em nhìn cái này này. Và dĩ nhiên là nó sẽ không tránh được những cái nốt ruồi ỉa anh chị em nhé. Lưu ý nhá, đây em sẽ quay kỹ này. Đây, nốt xe xét đây. Không thể nào không có nhá, không thể nào không có nhá. Quạt Nhật không thể nào không có. Nhưng mà nó còn cái độ ấy, nó còn hoàn thiện như thế này thì con rất là yên. Đây này, những cái nốt ruồi ỉa này. Đấy, cái này về anh chị em lấy Sikana đánh đi là hết nhá. Đánh đi cực kỳ đẹp luôn. Em thì em chỉ có dọn rửa vệ sinh thôi, chứ em không có thời gian để em đánh kỹ quá. Kỹ quá thì bán nhiều tiền hơn nữa, nên là nhưng mà thôi, bán vừa vừa thôi. Con số 2 giá 1 triệu mốt, clip ngày 30 tháng 3 anh chị em nhé.
giá 1,1 triệu, con này thì không sứt mẻ không gì nhá, lồng cánh đẹp luôn. Đấy, của Mobuta, à Morita, đây Morita anh chị em nhé, made in Japan này anh chị em thấy chưa, made in Japan chưa, đó made in Japan nhá. Và những cái quạt này nhá, xin nói với anh chị em luôn, xin nhắc với anh chị em luôn là tuổi đời không dưới 30 tuổi nhé. Con đẹp nhất ở trong đây và con hiện đại nhất ở trong đây cũng là 30 tuổi. Đấy, không bao giờ con nào, không có con nào dưới 30 tuổi anh chị em nhé. Không có con nào dưới 30 tuổi, em dám chắc luôn. Đó, rồi em sẽ test cho anh chị em xem. Đấy, anh chị em lưu ý nhá. Về thì nó có cái phần này này, lúc mà vận chuyển đi nó quay á, chẳng hạn như nó bấm vào cái số tắt này, nó số vào đây thì nó sẽ tắt mất anh chị em nhá. Nên anh chị em lưu ý là khi mà em gửi đi về, anh chị em thấy bấm số 1 mà nó không quay thì anh chị em bấm về đây cho em. Đấy, bấm tắt nó đi là nó quay. Số 1 này. Số 2 này. Số 3 này. Đó, rồi ok, kết thúc con số 2 giá 1,1 triệu. Rồi, số 3. Số 3 là một con Toshiba, con này con Toshiba. Đấy, con này thì tự lên được đấy, cái dòng này thì tự lên được. Và con này thì như con này, con này cũng giống như con này giống hệt con Mitsu anh chị em nhé. Đấy, kéo nó lên bình thường ở đây này. Đấy, cái này thì không phải chỉ rồi, cứ chỉ anh em biết thì anh chị em cũng biết thôi, về tự biết thôi. Rồi, đây là cánh zin theo lòng nhá. Đây, cái lòng màu xanh này, đấy, lòng màu xanh dương và màu xanh ấy này thì là của cái con màu xanh dương, còn có màu xanh lá cây, là cả cái này nó màu xanh lá cây hết luôn. Đấy, phân biệt cho anh nhá. Lồng zin đi theo cánh zin. Cánh zin, lồng zin và đi theo quạt. Đấy, không có lai tạo, không lai tạo nhá. Em bán là không lai tạo. Rồi, con này là giá là 1,3 triệu con Toshiba. Con tô này thì cũng cánh 30. Đây cho anh chị em xem này. Đây. Con này thì cánh đẹp hơn con kia xíu. À, con lồng đẹp hơn con Morita kia xíu. Đấy, lồng sắc hơn này. Quay chi tiết cho anh chị em xem từng tí một. À, bên sau này. Đó. Cổ cánh không gãy gấp gì nhá. Nhựa còn đẹp nhá. Đấy. Rồi. À, con này thì hay một cái là nó có phần đế cao su ở đây, khi mà đi va đập thì nó sẽ không bận gì. Đây đế cao su nhá, cao su này. Rồi, số 1 này, số ngủ này. Số 2 này. Số 3 này. Đó. Số 3. Rồi ok. Con này giá là 1,3 triệu anh chị em nhá, con số 3. Con số 3 giá 1,3 triệu. Xin lỗi em đánh sai cái số 2 nha anh chị em, nói thì mua số 3 giúp em nhá. Đây con này con số 3. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là một con Toshiba nữa. Con này là con Toshiba. À, viền con này là con Toshiba màu xanh lá cây anh chị em nhé. Đó, Toshiba màu xanh lá cây, nhưng mà cái này là zin nhá, chứ không phải không zin nhá, nó là Toshiba màu xanh lá cây, bởi vì đây cái con này với con này nó khác màu này. Đấy, nó khác màu này. Và con này thì nó bị mẻ đây xíu này. Đấy, mẻ đây xíu, nhưng mà được cái lồng của nó đẹp hơn con kia luôn. Lồng con này thì đẹp nhất trong các con luôn. Vành ly rất là sáng này, soi gương luôn ạ. Cổ này, quay từ từ cho anh chị em xem luôn. Nên là anh chị em không phải yêu cầu em chụp lại, quay luôn chứ mất công chụp cứ nhắc ra chụp là xong, nhắc ra lắp vào nó rất là mất thời gian anh chị em ạ. Rồi em test này, số 1 này. Đó. Số 2 này. Số 3 này. Chức năng này. Rồi ok. À, con này là giá là 1,3 triệu anh chị em nhé. Con số 4 giá 1,3 triệu. Số 5, số 5 là một con Mitsubishi. Con này là con Mitsubishi anh chị em nhé. Đấy. Sumalai này, Sumalai Mitsubishi này. Con này thì là túp năng cáp. Con này túp năng cáp và số là số núm kiểu này. Đấy, con này đẻ năm 1985 nha anh chị em nhá.
con này là 1985 này, nó từ 1985 đến bây giờ mà nó còn đẹp như thế này luôn đấy. Đây 1985 nha, chuẩn nha anh chị em nha, đây 1985 này, đó 1985 đó, mà cái lồng nó còn rất là đẹp, cái lồng sơn nhá, lồng sơn thôi nhưng mà bung rất là ít nhá, đấy, còn rất là đẹp nhá. Đây ở dưới là phần dưới này, đấy, phần dưới thì qua thời gian thì nó chỉ đứng như thế này là đẹp rồi. Đấy, cái lồng sơn rất là đẹp này, bên trong này. Đó, con số 5 giá là 1,2 triệu tốc năng cáp. Con này sinh năm 1985. Nói chung là sinh năm 85 là nhiều tuổi hơn em rồi đó. Số 3 này. Đó, số 1 này. Đó, số 1 số ngủ đây. Dòng Mitsu thì số 1 rất là chậm nha anh em nhá. Rất là lờ đờ. Dòng Mitsu, riêng dòng Mitsu và dòng Nati, số 1 rất là chậm. Đúng số ngủ luôn. Rồi. Tốc năng cáp này, anh chị em quay cái tốc năng là nó quay theo này. Đó, số 1. Số 3 này. Rồi. Rồi, con số 5 này giá là 1,2 triệu. Số 6. Đây, con này là con trẻ nhất trong cái đám này luôn. Con này con trẻ nhất trong đám này luôn. Đó, con này sinh năm 1990. Con này sinh năm 1990, trẻ nhất trong đám luôn. 1990 này. À, sản xuất tại Nhật nhá. Con này là con Toshiba. Con này thì lúc nó về thì nó như cái quạt mới ấy. Nó chưa dùng bao giờ luôn hay sao ấy. Nó như cái quạt mới ấy, nhưng mà về em tháo ra để vệ sinh cái bụi ấy. Làm gãy chà mất, cái này là thành ra hàn xấu. Cái hàn cái này, này. Nhưng mà được cái lồng như mới này. Anh chị em nhìn cái lồng cái cánh này như mới ấy. Xong. Nó là dòng trẻ nhất ở đây. Con này là phím điện tử nhá. Con này phím điện tử có số ngủ. Đây. Số 1 này. Đấy, con này rất là hay. Đây là phần nửa số luôn. Số 1 nếu mà bấm vào nút ở đây là nó chỉ chạy còn nửa số thôi. Đó, nó chạy còn nửa số đây anh chị em nhá. Chạy lờ đờ hơn nhá. Hay chưa? Nó chỉ còn nửa số thôi. Chẳng hạn như bấm số 2 này. Số 2 này. Anh chị em bấm thêm quả này nữa. À, quả số ngủ này nữa là chỉ còn nửa số thôi, chạy lờ đờ lại. Đấy, đây là số ngủ nhá, rất là hay. Và đây là hiện giờ của con này này, hiện giờ này. Rồi, con này thì cao 90 anh chị em nhé. Còn rất là đẹp, con số 6 giá là 1,2 triệu. Nhưng mà, đây nhá, lưu ý con số 6 nhá, lưu ý giúp em nhá. Cực kỳ đẹp mà lại còn bị, nhưng mà bị cái này. Rồi, em bán giá 1,2 triệu. Con này rất là mới, không bị cái này là phải bán 2 triệu cơ ạ. Bởi vì con này rất là trẻ, con này trẻ, sinh năm 1990, có nghĩa là năm nay nó mới có 31 tuổi thôi. Con này đang 31 tuổi này. Còn những con này là 40-50 năm hết rồi. Những con lồng mà sắt như thế này. Đấy, những con lồng kiểu này là 40-50 năm hết. Anh chị em lưu ý những con này nhá, là 40-50 năm hết rồi. Đấy, cái quạt Nhật mà, quạt Nhật anh chị em dùng thì thiên thu luôn. Rồi anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em nhé. Ở đây là 6 chiếc quạt, hôm nay em lên 6 chiếc quạt. Anh chị em nào có nhu cầu về chiếc nào thì cứ alo em. Và lưu ý cho em là mua chiếc nào thì cứ đặt cọc giúp em 1-200 nghìn để em chuyển đi cho anh chị em nhé. Đó, anh chị em là khách quen thì khỏi. Còn anh chị em nào mà khách mới thì xin vui lòng đặt cọc giúp em. Và lưu ý, tất cả các quạt ở đây là điện 100V, chưa đổi nguồn anh chị em nhé. Giá này chưa bao gồm đổi nguồn. Đổi nguồn anh chị em tự cộng thêm 150 nghìn vào giúp em. Cộng thêm cho em 150 nghìn vào giúp em thì em sẽ đổi nguồn cho anh chị em. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Chào anh chị em.